Ồ, ngon ha, ngon thì thôi nè. Ngon. 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 Cái gì ngon? Đây chén là mắm nha. Không, cái gì mà ngon? Nè. Đâu, cái này là tôi mua ra tôi coi thử thôi, tôi review. Review gì đây? Tôi thấy con bé đó nghe nó quảng cáo cái gì bánh bột lọc đây, ai vợ bỏ vợ chê. Chỉ cần nhìn một cái bánh bột lọc là vợ mê tới già. Đó, thành thử là tôi đem về mà không được ăn. Sao được ăn? Nếu mà ăn là nó là sẽ vợ gọi là vợ chê suốt đời luôn á. Đó làm ra là chỉ được về nhìn thôi chứ không được ăn đâu. Đói còn sỉ nó ăn thì ăn lại đi. nó đùa tí thôi. Chẳng lẽ giờ không miếng vợ chẳng là cái được đúng không? Rồi rồi để tôi rửa tay bắt đầu cái tôi cái này đâu mình đâu có phần nó chấm đâu. Đổ hay luôn. Tôi rửa tay cái tôi bóc xuống cái cho nó sạch sẽ của đầu quốc kìa. Lúc ra đây nè. Đặt lên đây nè. Đó. Anh rửa tay nghiêng cầm cái đó đúng rồi. Cầm cái đũa này nè đó, kẹp lên đó. Rồi. Một cái thôi mà nhiều đâu. Rồi. Nghiêng xuống. Chọt. Nghe nghe. Ăn thẳng không? Biểu tao nghiêng. Anh làm gãy xương sống. Nhưng mỏi gì ghê luôn. Ăn cũng cực khổ với ông á. Bây giờ trên đây là cái mẹo rất là hay để cho anh ăn mấy đồ hộp hay á. Không có dơ tay đúng không? Không bị dơ tay. Chọt xuống không? Chọt xuống. Dăng ta. Không dăng đâu. Đồ. Vậy thôi. Rút ra. Lật. Ê. Lật thì lật. Đó. Thì ra ê cái này là cái chiêu mà dùng cho những gọi là bạn công nhân á, sự giờ ta hôi lắm, nắm là rất là hôi, với lại mình đi làm công ty hoặc là gì đó mình đâu có nước ở ngoài đứng ngoài đường làm có nước đâu, đúng rồi, đang đợi vô cổng á. Chù cha, dạ được rồi. Đây là một cái mẹo mấy anh em mà hay ăn đồ hộp nước mắm như thế này nè, rất là hay, đỡ phải giơ tay không chọc một cái là ok. Thật sự là không, tôi không nghĩ ra đâu, tôi là số là chấp nhận là nó dơ tí xíu nhưng mà gỡ không chứ không bao giờ biết vậy. Đa số mọi người gửi thùng đâu mà để thử miếng cái của con bé này, nó nói là anh cứ về anh cứ ăn này đi. Cái thứ nhất là người nó khỏe, cái thứ hai nữa là vợ mê chứ không phải là nó nhìn là nãy tôi nói để cho ông kiểu mà ông có một cái gì gọi là nản á. Nhưng mà thử nha. Mời ông nha, mời đại gia đình luôn nha. Sao vậy? Ngon. Ngon hả? Ngon cực kỳ luôn. Ê nói nghe nè. Cái gì? Nếu mà ai ở trường học này á, ông thấy con bé bán ở đầu đường không? Ghé đó mua. Rất là ngon. Ngon. Ok. Rồi. Được rồi, ông về đi. Người ta mua luôn. Mình nói là tôi quảng cáo để làm sao tôi ăn là miễn phí. Cũng được. Nhớ nha chưa? Đó, đây là cái mẹo rất hay nha. Mấy anh em nào mà hay gặp trường hợp này có thể áp dụng theo nha. Chúc đại gia đình thêm một cái mẹo hay về ăn uống đó nha. Xem lại những clip sau.